Rồi, chào các bạn, Lý hôm nay tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Bóng Nhỏ Đường Chiều trên tông La Thứ cho các bạn. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu các bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không nha. Nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu thì chắc chắn dính bản quyền rồi. Mà nếu dính bản quyền mình để clip riêng, bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu cho dễ hình dung dễ tập thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Bóng Nhỏ Đường Chiều Điêu Chương, gọi vậy sẽ ra clip hát mẫu. Còn không dính bản quyền mình để xuyên suốt cho các bạn luôn nha, tại mình chưa đăng tải thì mình chưa có biết nó bắt hay không. Nếu mà bắt thì các bạn cũng biết cách, mình nói trước để các bạn biết cách các bạn tìm cái phần hát mẫu các bạn tập cho nó dễ nha. Rồi theo các bạn bài Bóng Nhỏ Đường Chiều tông La Thứ, nốt solo và phần điểm hát. Rồi thì trước hết mình chia sẻ các bạn nốt solo trước, sau đó đi vào điểm hát sau nha. Cấu trúc bài này thì cũng đơn giản giống như những bản nhạc bolero không thường khác thôi, đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối vậy thôi nha. Rồi đầu tiên nốt solo đoạn 1. Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn, mi son đồ son la, mi la đô rê mi la, mi son đồ son la, mi la đô rê mi la. Sau lưng giải nốt mình có ghi dãy số hết, những vấn đề này các bạn đã quá quen thuộc rồi ha. Bạn nào theo dõi xuyên suốt trên mình các bạn biết rồi, thì dựa vào dãy số đó là các bạn solo được liền. Đó là mình sẽ đi nhanh để mất thời gian các bạn nha, cứ nhìn cái dãy số phía sau là các bạn biết những nốt đó sẽ đàn dây nào báo cho mình chỗ nào là các bạn solo được liền nha. Rồi tiếp, ngày tôi 20 tuổi em đôi tám trăng tròn, mi la la son mi, mi mi son đô la, mi la la son mi, mi mi son đô la. Tiếp, đêm lạnh còn trăng đơn gối lẻ, la đô la đô mi, la đô la đô mi. Tiếp, chưa buồn khi canh văn khép đôi mi, đô la đô rê mi la fa mi, đô la đô rê mi la fa mi. Rồi xong nốt solo đoạn 1. Rồi tới nốt solo đoạn 2 thì các bạn đơn giản chỉ là thay đổi câu cuối cùng thôi, còn những câu trên solo y chang đoạn 1 là được, mà câu cuối cùng thì chỉ thay đổi ở 3 nốt cuối thôi là các bạn có nốt solo đoạn 2 nha. Rồi câu cuối cùng của đoạn 2, khi về lưu luyến mấy phút hẹn hò, rồi đô la đô rê mi mi son la, đô la đô rê mi mi son la. Là hai đoạn ba nốt cuối thôi là các bạn có nốt solo đoạn 2 đấy nha. Rồi bây giờ nốt solo điệp khúc, bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành, đô rê mi son la, đô rê mi đô la, đô rê mi son la, đô rê mi đô la. Tiếp, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng, đô la la đô đô son la rê mi, đô la la đô đô son la rê mi. Tiếp, sẽ về phố phường, mi đô mi la, mi đô mi la. Tiếp, mừng rơi nước mắt ướt vai người tối thương, rồi la rê mi fa la fa mi son la, la rê mi fa la fa mi son la. Rồi xong đó solo điệp khúc. Còn đoạn cuối các bạn cứ solo y chang đoạn 2 là được, đoạn 2 thế nào đoạn cuối solo y chang vậy là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Bài này thì cũng rất nhiều intro các bạn, nhưng mà mình thường chia sẻ các bạn là intro cứ lấy những câu cuối cùng bài hát là solo là làm intro là sẽ rất là dễ, rất đơn giản và các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Sau này nói điểm bài đó hoặc ai kêu các bạn điểm bài đó là các bạn nhẩm tới lời bài hát là bạn nhớ intro liền. Thì bài này cũng vậy, cứ lấy những câu cuối cùng là intro thôi là các bạn dễ nhớ ha, và tập nó lẹ nữa. Rồi lấy những câu cuối của bài, ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thở thương này thương cho bó lúc đợi chờ, hoặc là lấy hai câu cuối đoạn 2, tại vì cái nốt solo đoạn cuối nó giống nốt solo đoạn 2 thì mình cứ nhẩm nhau hai cái nốt cuối của đoạn 2 cũng được, hai câu cuối của đoạn 2 cũng được. Tâm tình triệu não trên phố nhỏ khi về lưu luyến mấy phút hẹn hò, đó mình lấy cái đó mình có intro ha. Rồi các bạn ghi câu đầu tiên, la đô la đô mi, đó vậy thôi. Rồi sau đó các bạn bấm vô đồ trưởng, mình chỉ cần chèn vào, bấm hợp âm và chèn vào thôi là có intro liền ha. Bấm đồ trưởng rải xuống cái, tùy theo các bạn áp dụng kiểu đàn nào nha. Bolero rất là nhiều kiểu, thì các bạn áp dụng kiểu nào các bạn cứ thay thế vào. Ở đây mình đàn kiểu chèn bass thì mình lên xuống, nó chèn vào lên xuống. Còn không thì các bạn thay lời bằng rải xuống cái là được, hoặc là tàn tắn hoặc là ráp. Hai cái vấn đề này cũng nói các bạn nhiều rồi, tại vì mỗi bạn mỗi áp dụng kiểu đàn khác nhau, mình không biết bạn nào áp dụng kiểu nào thì các bạn cứ thay thế theo kiểu đàn của các bạn nha. La đô la đô mi, bấm đô trưởng lên xuống. Đó, cách đàn lên xuống này thì mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi trong là cái kiểu đàn bolero có chèn bass ha. Rồi các bạn không lên xuống thì rải xuống cái thôi ha. Rồi đàn câu thứ hai, đô la đô rê mi đô son la, đô la đô rê mi đô son la. Rồi bấm la thứ rải chắc hoặc là lên xuống chắc. Rồi vó câu này rê mi đô son la, cái la này giọng nguyên âm la luôn, thằng nốt la cũng được rê mi đô son la. Rồi các bạn giọng la thử cái là các bạn vào bài này nha. Rồi cái nốt la cuối cùng đó các bạn có thể đàn nốt la hoặc là giọng nguyên âm la cũng được, rê mi đô son la đó. Rồi giọng thêm cái la nữa cũng được nha, hoặc là rê mi đô son la không cũng được, rê mi đô son la đó, nốt la sau đó dòng la tới cái là vào bài đó. Bài hát thì không thể không intro, nhưng mà intro nó dài dòng, nó cầu kỳ, nó mất thời gian, các bạn tập nó rất là dễ nản nữa, cho nên cứ ngắn gọn làm sao tập cho nó lẹ vào bài. Tại các bạn còn sẽ đàn rất là nhiều bài chứ không phải là một bài, cho nên cái nào ngắn gọn nhất, dễ nhất các bạn tập nha. Rồi thì đó là một intro rất là ngắn thôi, tập cái là vạch được liền và vào bài liền. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại intro chậm, các bạn tham khảo lại nha. La đô la đô mi lên xuống hoặc là rải, đô la đô rê mi đô son la, bấm la thử lên xuống chát hoặc là rải chát. Rồi lót rê mi đô son la, dậm la thử là các bạn vào bài được luôn rồi nha. Đó, rồi vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi sau khi mình lót rê mi đô son la ai, nó mình hát xong rồi mình mới dậm. Đó, tùy theo cách các bạn vô, nhưng mà thường là mình hát cái chữ đầu tiên xong mình mới dậm. Ha, rồi thì các bạn vô thế nào thì tùy theo các bạn thôi. Nói chung là mình lót rê mi đô son la xong rồi mình bắt đầu hát luôn đó, rồi mình dậm la thứ luôn, rồi bắt đầu cứ bolero lên. Còn các bạn áp dụng kiểu nào các bạn áp dụng, còn mình chia sẻ thì vào đoạn 1 mình sẽ áp dụng kiểu đàn bolero rải dây giống như đầu clip mình mẫu đó nha. Đoạn 2 thì bolero chèn bass, điệp khúc thì quạt chả bolero, đoạn cuối thì bolero căn bản hoặc bolero tự do. Nói chung là vậy ha. Một bài hát nhiều kiểu đàn áp dụng vào nó sẽ hay hơn. Còn khi các bạn áp dụng thì tùy theo sở thích của các bạn áp dụng một kiểu từ đầu tới cuối cũng được luôn nha. Rồi bây giờ mình ví dụ các bạn lại intro, các bạn tham khảo lại, rồi mình sẽ vào từng đoạn mình chia sẻ các bạn sẽ đàn thế nào nha. Các bạn tham khảo lại intro. Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn, ngày tôi 20 tuổi em đôi 8 trăng tròn, đêm lành còn trắng đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh văng kẹp đôi mi. Rồi nguyên đoạn 1 là các bạn điểm vậy đó, giống như đầu clip mình mẫu. Rồi thì đoạn 1 áp dụng kiểu đàn bolero rải dây. Bolero rải dây mình cũng chia sẻ các bạn rồi, xong với xong la thứ đó thì cứ điều tai mà rải, hợp âm tới đâu chuyện tới đó, không có lót câu gì cả, chỉ là cuối đoạn mình mới có một câu chạy để mình bắt vào mình hát đoạn 2, tức là câu chạy chuyển đoạn nha. Rồi vào bài ai biết ai vì đời la thử, rồi đàn bắt la, sau đó bấm la thử và cứ bolero rải dây mà rải lên. Như mình nói các bạn không rải dây thì các bạn áp dụng kiểu nào cũng được, hợp âm vẫn ngay chữ đó thôi nha. Rồi vì đời la thử cùng ngược xuôi chung lối mòn, vẫn giữ la thử, ngày tôi 20 tuổi đô trưởng em đôi 8 trăng tròn la thử, đêm lành còn trắng, ngay trăng chuyển qua pha trưởng cho mình ngay chữ trăng nha. Trăng đêm lành, ở đêm lạnh còn trăng đơn gối lẻ, chưa buồn nó, đêm lạnh còn trăng đơn gối lẻ, ngay trăng là chuyển thì hợp âm mình ghi sau lưng chữ nào hát tới chữ đó rồi các bạn chuyển nha. Còn nếu mà ở sau mình ghi tùy cái câu hát mà ghi, rồi mà ở sau nó còn thòng 2-3 chữ gì đó thì cũng mặc kệ, nó cứ điều tai mà đàn ha. Nếu mà mình ghi dính liền luôn á, hết hai câu này mà nói lại luôn thì nó rất là dài, câu hát một câu hát các bạn thấy rất là dài, nhiều khi nó chiếm màn hình ha, là các bạn chiếm diện tích thì cái chữ nó sẽ thu nhỏ lại, các bạn khó hình dung, cho nên là chia từng câu ngắn nhỏ ra, cho nên nhiều khi cái bass cái nó rớt ngay cái chữ nào thì sau lưng nó còn thòng mấy chữ, kệ nó nha. Đêm lạnh còn trăng, rồi ngày này cứ chuyển pha trưởng, trăng đơn gối lẻ chưa buồn nó, hát cái chữ buồn thì mình chuyển qua la thử, nó ngay bass các bạn, không hết nhịp là ngay bass không ha. Buồn khi canh văn khép đôi mi, rồi ngay mi mình chuyển qua mi 7 là hết đoạn 1. Cứ sau lưng chữ hát nào có hợp âm nào thì hát cái chữ đó, các bạn chuyển đúng âm đó là được, đàn bass của hợp âm đó, sau đó bấm hợp âm đó luôn là được. Để cái điều ta mà đàn cái kiểu của các bạn nha. Rồi đôi mi mi 7, rồi hết cái này vừa đàn bass mi xong, một câu chạy rất quen thuộc với thông la thứ thôi. Rồi đôi mi rải xuống cái tàn tắn tắn thì các bạn có thể rải với 4 với 3 với 2 hoặc là với 3 với 2 với 1 cũng được, miễn nó ra tàn tắn tắn là được, 3 cái là được ha. Rồi chạy những nốt này si đô rê phá mi rê mi, sau đó bấm mi 7 dậm cái rồi bắt đầu tiếp tục hát qua đoạn 2. Đó, cái câu chạy này rất quen thuộc, sau lưng có dãy số là các bạn biết những nốt đó sẽ đàn dây nào bấm chỗ nào đó nha. Si đô rê phá mi rê mi, dậm mi và hai cái rồi bắt đầu hát đoạn 2 luôn vậy đó nha. Qua đoạn 2 thay đổi kiểu đàn, không để dây nữa mà có thể là đàn kiểu đàn tự do mà kiểu đàn chèn bass mà kiểu đàn căn bản gì đó tùy các bạn áp dụng nha. Rồi bây giờ ví dụ của bạn hết đoạn 1 qua đoạn 2. Đêm lạnh còn trắng đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh văng khép đôi mi, cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mắt rồi, ngày tim lên tiếng rồi rồi tôi mến một người, tâm tình chiều nào trên phố nhỏ thì về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Rồi nguyên đoạn 2 cứ thay đổi kiểu đàn, không rải dây, rải dây chỉ áp dụng đoạn 1 thôi nha. Rồi qua đoạn 2 thay đổi kiểu nào thì các bạn hợp âm cũng là ná đoạn 1 thay đổi câu cuối cùng thôi. Cho đến hơn một lần là thứ, rồi bắt đầu bolero lên tiếp ha. Lần tuổi trẻ như qua mắt rồi vẫn là thứ, ngày tim lên tiếng rồi đồ lượng, xui tôi mến một người là thứ, tâm tình chiều nào ngày nào chuyển pha trưởng, dựa vô đoạn 1 điểm được cho đoạn 2. Có khác là khác, các bạn thay đổi kiểu đàn cho phong phú thôi ha. Rồi chiều nào ngày nào chuyển pha trưởng, trên lối nhỏ rồi cứ hát bình thường, khi về tôi về chuyển qua làm thứ cho mình ha. Tâm tình chiều nào trên lối nhỏ, khi về nó tới đây chuyển làm thứ nha. Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Rồi ngay chuyển mãi các bạn thấy mình ghi hợp âm 17 trong dấu ngoặc vuông thì đó là hợp âm giữ nhịp, các bạn có biết rồi ha. Cứ hợp âm mà mình chia sẻ trong với một đơn là hợp âm ngang nhịp bình thường, còn hợp âm nào nằm trong dấu ngoặc vuông là hợp âm giữ nhịp, mà cách chuyển hợp âm giữ nhịp mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi nha. Rồi thì các bạn cứ như thế áp dụng vào nó sẽ hay hơn. Ngay chữ mãi chuyển âm giữ nhịp, phút hẹn hò trở lại là thứ cho mình nha. Còn bạn không chuyển âm giữ nhịp cũng được nhưng mà không hay. Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò, nói chữ luôn là thứ suốt vậy cũng được. Khi về là thứ, lưu luyến mãi phút hẹn hò, chữ luôn là thứ nó vậy cũng được nha. Rồi còn nhưng mà các bạn đưa cái 17 giữ nhịp vào nó sẽ hay hơn. Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Đó, rồi thì các bạn áp dụng thế nào cũng được nha. Rồi hết đoạn 2 về la thứ, hò đàn bắt la xong sau đó bấm la thứ, rải chát hoặc là lên xuống chát, lót rê mi đô son la, rê mi đô son la. Rồi những nốt đó sau lưng có dãy số đó nha, dựa vào đó các bạn biết 5 nốt đó đó, rê mi đô son la. Lót xong vẫn bấm la thứ rồi bắt đầu quạt chả bolero lên, rồi bắt đầu mình hát điệp khúc nó qua điệp khúc thì quạt chả cho cao trào nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc, quạt chả bolero để làm điệp khúc mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi nha. Rồi bây giờ ví dụ này hết đoạn 2 qua điệp khúc. Tâm tình chiều nào trên lối nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò, bao thương nhớ cùng đồ anh vui bước cùng hành, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt thương vai người. Mấy điệp khúc cứ điều tay mà quạt hợp âm tới đâu chuyện tới đó, chỉ hết điệp khúc mới lót, còn giữa điệp khúc cũng không có lót gì cả, rất đơn giản ha. Rồi bao thương nhớ từ độ rồi tới đây chuyển pha trưởng cho mình, độ anh vui bước quân hành, rồi tới đây chuyển lại la thứ nha. Cứ điều tay mà quạt chả, nửa năm anh viết lá thư xanh, nhưng mà ngay viết là hết nhịp đó, nó trách bum đó, ngay cái bum đó là hết nhịp thì mình cứ chuyển pha trưởng ngay chữ viết lá thư xanh bảo rằng, rồi nghe rằng mình chuyển lại đô trưởng nha, rằng sẽ về phố phường, tới đây mình chuyển qua la thứ, mừng rơi nước mắt chuyển qua pha trưởng cho mình, ước vai người, ngay người thấy nó một âm nữa trong dấu ngoặc vuông đà là âm giữ nhịp, người tôi thương, rồi cứ thương mình chuyển lại la thứ đó. Thì các đặt hợp âm giữ nhịp cũng giống như đoạn 2 nãy ha, các bạn không đặt giữ nhịp cũng được nhưng mà không hay. Mừng rơi nước mắt ước vai người tôi thương, tới đây chuyển qua la thứ cũng được nhưng mà không hay. Đưa cái 17 giữ nhịp ngay chữ người vào nó sẽ hay hơn. Mừng rơi nước mắt vai người tôi thương, nó vậy hay hơn ha. Rồi áp dụng thế nào thì các bạn hết điệp khúc đang quạt chả thì rát mi rê đồ mi la, dậm la thử một cái rồi hát đoạn cuối nha. Có thể hát cái chữ đầu tiên trước cái dòng đó, tùy theo cách các bạn hát nha. Thường thì sẽ hát trước, hát cái chữ đầu tiên tiếp theo trước cái dòng nha. Rồi tóm lại hai điệp khúc thì rát mi rê đồ mi la, tôi đến hơi hẹn hò trước rồi mình mới dặm la nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối. Xe về phố phường mừng rơi nước mắt ướt vai người tôi thương, tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nắng đổ, bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thơ thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Rồi đoạn 2 thế nào, đoạn cuối y chang vậy mà các bạn điểm nha, dựa vô đoạn 2 điểm được cho đoạn cuối, cao từ khác thôi chứ cách các bạn điểm y chang nha. Tôi đến nơi hẹn hò là thứ, đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ là thứ luôn, bàn tay thon ngón nhỏ đồ tượng đàn tay rắn sông hồ là thứ, ta nhẹ dìu nhau pha tưởng trong tiếng thở. Đó là giống như đoạn 2 ha, dìu nhau hết nhịp chuyển qua pha tưởng với mình, ở sao nó còn trong tiếng thở, kệ nó đi hát bình thường. Tôi hát tiếp thương này, từ đó mình mới chuyển qua la thứ ha. Ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thơ thương này, nó chuyển qua la thứ, thương cho bỏ ngài bỏ mì bại giữa nhịp trong dấu mặt vuông ha, lúc đợi chờ về lại la thứ. Nói chung dưa của đoạn 2 điểm được cho đoạn cuối nha các bạn. Nãy các bạn điểm được đoạn 2 thì đoạn cuối bạn sẽ điểm được nha, mà đoạn 2 nãy mình chia sẻ kỹ rồi đó. Rồi hết đoạn cuối lót giống như hết đoạn 2, đợi chờ lên xuống chát rê mi đô son la, lên xuống chát hay là rã chát tùy thì các bạn áp dụng kiểu nào, kiểu đàn nào, bolero tự do hay là bolero chèn bass hay là bolero căn bản gì thì các bạn cứ thay thế vào nha. Lên xuống chát rê mi đô son la hoặc là rã chát rê mi đô son la. Lót xong hát lặp lại từ ngay chỗ này. Ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thở, thương này thương cho bỏ. Tới đây mình chuyển âm giữa nhịp mi bãi, chuyển bình thường giống nãy ha, cũng chuyển giữa nhịp nhưng mà không hát nữa. Cho bỏ chuyển giữa nhịp rồi mình đàn cho hết nhịp đi rồi mình ngưng. Thương này thương cho bỏ. Nó mình dậm đi 7 cái rồi mình ngưng, rồi mình mới hát tiếp 3 chữ còn lại. Lúc đợi chờ ngay chờ đàn bát la cái. Rồi sau đó mình vẫn lót lại câu lót đó, lên xuống chát rê mi đô son la. Lót xong vẫn bấm la thứ rồi cũng tiếp tục lên xuống chát cái rồi mình kết ao. Tức là trước khi mình kết ao mình lên xuống chát hoặc là mình rải chát rồi mình kết ao, tức là mình phải chèn vô cái lên xuống chát đó rồi mình mới đàn kết ao, nó mới đủ phách đủ nhịp ha. Rồi mà kết ao cứ đàn y chang intro là được đó. Ví dụ hát hết hát xong bỏ lúc đợi chờ mình lót này lên xuống chát rê mi đô son la, lên xuống chát nó rồi mình đàn y chang intro. Những cái nốt mà nãy intro mình đàn bây giờ kết ao mình cứ đàn y chang vậy, mà trước khi mình đàn cái intro đó thì mình chèn cái lên xuống chát hoặc là rải chát rồi mình mới đàn nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hát hết bài hát lặp lại và sẽ kết ao, các bạn hình dung lại và cứ như thế các bạn áp dụng là được nha. Mình chia sẻ gì các bạn cứ áp dụng y chang như mình vậy là được, là các bạn sẽ điểm hát trọn vẹn cái bài này thôi nha. Rồi hát nguyên đoạn cuối luôn để các bạn hình dung nha. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nắng, bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thơ thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Lót hát lặp lại, ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thơ thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Lót kết ao, nó kết ao các bạn cứ đàn y chang intro được nha. Rồi coi như hôm nay mình đáp ứng xong yêu cầu các bạn với bài Bóng Nhỏ Đường Chiều với tông la thứ cho các bạn. Còn chỗ nào mơ hồ chưa hình dung ra được thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.